xe cho các chị bộ em đang mặc là xe cho các chị là 60 luôn. Rồi trời ơi, bộ em đang mặc là trời ơi trời nó đẹp. Dạ em chào chị Hồng Cẩm, chào chị Hồng Kim với chị Hoa Thanh nha. Hello các chị. Rồi bộ em mặc là nhí tím size 1 nè mấy chị ơi, quá trời đẹp luôn. Em có một bộ duy nhất luôn hả chết. Rồi để gần gần em đi sợ ma hay gì, để xa gì. Tưởng đi cũ hay gì? Bộ em mặc có một nè. Cặp này số 2 hay gì chị? Dây giải này nè. Rồi, nhí tím em mặc có một, có hai nè mấy chị yêu ơi. Có 60 ngàn hà, đẹp dữ thần luôn. Rồi chốt giùm em nhí tím 1, 2 nha. Nhí tím này em có 1, 2 hả các chị? Trời ơi 60. Dạ bộ này có 1, có 2 hả chị Hồng Cẩm, rẻ dữ lắm, em hết lô rồi. Mai mốt em về không có giá này đâu mấy chị. Nè, trời ơi thấy thương không? Đẹp lắm, em thấy bông này đẹp em mặc trước nè. Mà có 1, có 2 thôi nha. 60 tay gan nè. Tay gan xịn nè, mà cổ gan cho các chị luôn nè. Cổ gan hai lớp, lớp trên lớp gan, lớp dưới lớp vải, cổ lá sen. Rồi. Chị nào lấy đẹp hết hả? Chị nào lấy chốt em nhí tím có 1 có 2. Ủa công nhận đẹp thiệt hả chị ha. Có 60 ngàn à. 60 ngàn là bình thường các chị đi mua á là không được cái ren này nữa nè. Đó. Đẹp ghê không? Ren bên em là ren xịn, quần 2 túi khỏi giới thiệu à, 2 túi mà 2 túi sâu ghê không? 2 túi cái đây mà may. Cái túi là may bây dặn hai đường chỉ cho mình luôn, hai đường chỉ. Rồi chốt giùm em bộ này nhí tím có 1 có 2. Nhí tím có 1 có 2, 60 giùm em ha, để mấy chị, để có mấy chị hỏi em số 1 á còn không. Em mặc cho mấy bà đó. Rồi nó bay thay luôn. Nhí tím em có 1 có 2, chị nào 52 53 kg đổ lại có xay. Đẹp. Đúng đẹp luôn chị. Dễ thương quá trời luôn, có 60 ngàn. Mà giải mướt lắm, giải đẹp lắm. Không phải giải mỏng le, mỏng lét đâu mấy. Ờ chị ơi, chị ra ton cho em đi. Chị ra ton cho em, chị để lần em đi, em like ton. Dạ, mắt bữa nay ổn rồi chị, chứ chưa có đẹp, chưa có được bình thường. Nó cũng còn bầm ở trên này nhưng mà nó chưa có vào nếp mí bình thường á chị. Chưa có vào nếp mí. Nó vào, nó vô cái phơm là nó sẽ không có nề. Cái này là em hơi bị nề rồi nè. Nó vô phơm là nó còn tự nhiên nữa. Cái này làm nói chung khéo lắm. Có 60 ngàn thì chị Văn Út qua đẹp lắm. Để dục qua đại qua đây cho em đi. Cái đó mình còn 1 còn 2 chứ gì. Trời ơi bộ em đang mặc nè. Bộ em đang mặc là qua ca, qua hồng. Qua hồng này có 1, 2, 3 luôn. Số 4 này là tới 70kg lần nha mấy chị yêu ơi. Qua hồng này em có 1, 2, 3, 3, 4. Số 4 bên em là 70kg đổ lại lần nha. Cái phơm ra cái xưởng này mai cái số 4 to nè. Đẹp chưa? Quá xuất sắc luôn, 60 ngàn. Mấy chị nghe không lầm. Ồ bộ nhí tím nãy em mặc số 1 đẹp quá trời luôn. Có chị nào lấy không? Bộ này nè, giải đẹp lắm. Giải ok ghê luôn mấy bà. Nè. Con đi xích ra đi con. Chốt em nhí tím nè, to anh em còn à. Cái gì? Con em còn một ít nè, em bán cho mấy chị. Đó nè. Ơi. Cái gì á? Tịch tượng. Rồi tôn em còn một ít nhưng mà em còn số 1 với số 2 không à. Bán cho mấy chị 40 ngàn một bộ nha. Em còn ít lắm, em còn 1 với 2 bán mấy bà 40. Tôn lỡ, tôn nhung lỡ. 40 ngàn bộ số 1 với số 2 lên nè, lên xe nè. 1, 2 cho mấy bà lựa bông luôn. Dạ em gửi rồi chị Hạnh ơi. Chốt giùm em bộ nhí cam này số 1. 40 ngàn bộ nha. Mở hàng giùm em đi các chị yêu ơi. Size 1. Số 2 đâu chị? Qua cam giùm em. Cam này có 1. Cam này có 1, 40 ngàn. Số 1 này 50kg, 51kg đổ lại nha. Ton giùm em, ton nhung. Chốt giùm em cam 1, 40. Cam 1. Cam 1, 40, chốt đơn giùm em. Cái to này em còn 1, 2 hả mấy chị ơi, không có còn size to. Qua cam số 1, 40 ngàn hộ mấy bà ơi. Rẻ lắm, to nhung, chị nào mà mặc size nhỏ. Cam 1, chốt Trần Hạnh. 50kg đổ lại, tanh lỡ nha.
Trời ơi, chưa có gắn cái dây mạng. Anh ơi, lôi cái dây màu xanh đó lại giùm em ấy chị. Sao tự nhiên tháo cái dây mạng em ra rồi không gắn vô? Trời, xui luôn rồi đó. Dạ không, không có số lớn, có số lớn em không bán giá này đâu chị Gục ơi. K1 cho Trần Hạnh. Chốt giùm em màu này, màu hồng, hồng 1. Hồng có 1, chốt đơn giùm em. Còn số lớn em không bán giá này đâu mấy chị Gục ơi, 40 ngàn lỗ dữ lắm rồi. Ai mà bán bộ đầu to mà 40 trời. Hồng 1, chốt đơn giùm em, 50kg đổ lại. Chị nào mà ốm ốm mua cho người nhà cũng được. Người nhà mà ốm ốm nhỏ nhỏ con á, chốt giùm em đỏ 1, hồng 1 chốt Trần Hạnh, đỏ 1 chốt giùm em. Quần lỡ nha mấy chị, lỡ giùm em to đẹp lắm. Có 2 cái nào có 2 lỡ. Ở đây Dục qua đây đi em mới thấy được màu chứ. Hồng em có size 2. Hồng có size 52, 53kg, 40 ngàn một bộ luôn. Có 40 mà trời ơi nó rẻ. Rẻ lắm mấy bà ơi. Bán cái này bán lấy tương tác nè. Thiệt. Không có số lớn mấy chị. Có số lớn em không có bán 40 mấy chị ơi. Có số lớn bán giá cao chứ bán giá này chết luôn á. Chốt giùm em bộ này, bộ hồng 2 nè. 52, 53kg, 40 ngàn. Hồng 2, 52, 53kg, 40. Trời ơi, bộ xong. Hồng 2, 52, 53kg đổ lại ton giùm em. 40 là lỗ á. Dạ không chị ơi, hết rồi, lỡ em ít có bán lắm. Lỡ bán chậm em mất khi nào gì lỡ lắm chị Buộc ơi. Rồi chốt giùm em là nhí vàng xây 2. Hồng 2 cho chị Bùi Tuyết Hằng. Hồng có 1 có 2, hồng 2. Có 40 ngàn bộ à, chia sẻ like giùm em ha. Nhí vàng số 2. Ton mà. Bộ bà ba đâu có còn đâu mà lên em. Bữa hôm qua kia lên sao không mua. Chí vàng số 2, nhí vàng số 2 cho chị Lê. 40 ngàn, 52, 53kg mặt số 2 giùm em. Bữa lên này không thấy ai mua hết trơn. Lên đầu khác có vô hỏi quá trời. Chốt giùm em bộ này là bộ vàng. Vàng thì chốt giùm em số 2. Ton giùm em 52, 53kg, 40. Chia sẻ like em mới bán mấy chị ơi. Chốt giùm em. Chốt giùm em là vàng 2. Trời ơi 40 ngàn em lỗ đó mấy chị. Đi ra đừng có đi lên đồ. Nghe không? Vàng 2 cho chi Lê. Em đi đơn trên 100 ngàn nha mấy chị. Vàng 2 cho Bùi Tiết Hằng. Dài hay lỡ vậy chị? Dài, dài. Dài hả? Bộ lỡ nó có ghi chữ lỡ này. Còn hai con. Cái này nè. Vậy là vàng 2 hết rồi chị Tiết Hằng ơi. Vàng 2 em hết rồi chị. Giùm em ton mà mặt 1, 2 gì cũng được hết trơn á chị Hạnh ơi. Vậy là vàng 2 chốt chị Hằng có nè. Ton mà mặt 1, mặt 2 gì cũng được á mấy chị.
không phải như thun đâu mà phải ôm sát vô người. Mẹ chồng em mới có 57 kg mà mặt con số 5. Dạ đỏ chốt em vàng hoặc vàng một có không chị Hà? Ở chị Lập đỏ hai cho chị Hà. Chốt em mã này mã đen. Đen hai lỡ. Rồi nó gì? Chưa mà chưa lấy ra xong. Vàng một em có đó chị Hạnh. Lỡ hay dài? Vàng một em có lỡ nè. Lấy chốt em nha. Mã này mã đen. Đen này em có 1-2 luôn. Mã đen này em có 1-2 40.000. Rồi vàng một cho Trần Hạnh. Đen 1, đen 2, 40, 2, 3 bộ em mới đi đơn nha. Tại vì hàng này rẻ lắm, có 40 à. Nên 2, 2, 3 bộ mới đi. Đen 2 cho Chi Lê. Trời ơi, mã này chốt mà em đen nè. Ở mã này chốt em mã xám. Xám này em có 1, có 2 luôn, 40.000 quá rẻ luôn. Anh phải bò này anh bóp nữa rồi. Chốt giùm em xám 1, xám 2. Xám 1, xám 2 đi mấy chị. Xám 1 cho Trần Hạnh lấy em bộ đi chị. Ừ ngoài đó cũng được. Có 40 à. Mua về bán 70, 80 lời lúc luôn. Giải rất là đẹp. Xám 2 cho chị Chi Lê. Chị Đặng Thương. Sám 2 hết rồi chị ơi. Còn sám 1 rồi chị Đặng Thương ơi. Chốt giùm em đen đỏ 1-2. Chị Đặng Thương không có đơn sám nha. 40.000 mặt đã luôn. Rồi chốt giùm em bộ này là đen đỏ. Có 1, có 2. Tên Nhung lỡ 40 lỗ. Tại em còn 1-2 không mà em phải chịu. Đen đỏ 1 cho Trần Hạnh. Có 2 luôn. Chốt giùm em cái này xanh đen có 1, có 2. 40 ton xuất sắc. Ton này xưởng may chứ không phải hàng sale đâu mấy chị. Đen đỏ cho Đặng Thương số 2. Xanh đen 1-2. Hình như xanh đen này số 2 có 1 bộ à. Này số mấy à? Xanh đen số 1 cho Trần Hạnh. Mẫu đang mặc có 70 kg chị. 60.000. Xanh đen 2 chốt chị Đặng Thương. Đợi em cái em qua đầu bộ cho mấy chị coi. 70 kg có nhiều bộ lắm chị Trang Phạm. Bông bụp này mình ngồi số 1 rồi. Bông bụp này em còn 1-2 nè. Chốt em bông bụp có 40.000 bộ mà còn size nhỏ thôi. Bông bụp này em còn 1, còn 2 nè. Bụp số 2 còn có 1 cái nè. Còn có 1 bộ à. Chốt thì em bụp 2. Bập 2, bập 1 cho chị Tiết Hằng.
bột ngọt cho Trần Hạnh. Còn bột 2 cái 5253 kg đổ lại. Số 2 hết rồi, số 2 còn có mấy bộ mấy bông mà. Chốt giùm em qua cam xay 1 40. Qua cam này có 2 luôn hay gì ạ? Ừ, qua cam này có 1 có 2 giùm em đẹp lắm. Tôm lỡ nha, tôm xịn lắm. Bộ xanh này số 2 em còn nè. Chị lên đồ em mặc hơn em lên cho coi. Đồ em mặc 60 xả kho. Chốt em mã này mã xanh số 2. Cam 2 chốt chị Đặng Thương. Chốt em mã này mã xanh số 2. Xanh 2 cho Tuyết Hằng. Bộ này chốt giùm em mã này mã đen. Đen đen có 1 có 2. 40.000 bộ, chia sẻ like giùm em á mấy chị nha. Cho em xin nút chia sẻ đi. Chốt giùm em đen 1 và đen 2. Đen 1 cho Trần Hạnh. Dạ không, tôm dài cũng còn hình như số 1, số 2 vậy hả chị ơi. Đen 2 cho chị Đặng Thương. Hết đen 2. Chốt giùm em bộ này bộ riêu này có 1, có 2 nè. Tôm mà có 40 mà trời. Này ngoài mấy bà đi mua 70-80 nha. Chốt em riêu 1, riêu 2 có bộ 1. Chốt em xanh lá số 1, số 2. Lá chốt giùm em. Lá này hình như có 2 rồi hết 1. Lá này chốt giùm em 2. Tôn mấy chị ơi, tôn nó có còn số lớn đâu. Còn số lớn em khùng thì em bán 3-4 giật mấy chị. Chốt em đã nhập, em đã nhập 5-mấy ngàn rồi. Lá 1 cho Tiết Hằng không có rồi chị ơi, có lá 2 à. Lên số 1 thêm giùm em. Lên mã hồng này số 1 em nè. Chốt giùm em là hồng 1 nè, đẹp quá trời luôn. Trời ơi, bộ tôm gì có 40.000. Hồng 1. Rồi lá 2 thì em còn. Hồng 1 cho Trần Hạnh, hồng 1 còn. Ê. Đã chốt lá 2 rồi. Ê, nữa. Rồi đưa giùm em bộ mồi nhí vàng số 1 đi. Ừ. Nhí vàng này hình như em còn 1 còn 2 nè. Nhí vàng này đẹp lắm. Nhí vàng còn 1 còn 2 chốt đơn giùm em. Nhí vàng còn 1 còn 2 chốt đơn giùm em. Bộ riêu này có bộ số 1 nè. Đẹp quá trời luôn. Riêu 1 giùm em dưới 50 kg. Trời ơi, bông chân nha mấy bà. Riêu 1 bông chân giùm em. Riêu 1 cho Trần Hạnh. Chốt giùm em xanh dương. Ôi, mấy cái này em lấy 50-60 ngàn bộ nè. Xanh dương số 1.
bộ hồng đẹp quá. Dương một cho chị Tiếp Hằng. Hồng nó có cái túi nha. Hồng một chốt đơn giùm em. Hồng một cho chị Bích Hà. Chị Bích Hà ơi, đơn em đi rồi nha chị. Chốt giùm em đỏ đô xây 1. Đỏ đô này còn được 3 bộ. Đưa em bộ màu vàng. Vàng, màu vàng, đỏ đô 1. Dưới 50kg giùm em, 40. Vàng 1. Vàng 1, 40. Đô 1 cho chị Bích Hà. Vàng 1 Bích Hà. Tuyết Hằng. Dạ không có size 4 chị Vân ơi. Con này còn ngọc 2 thôi à. Hồng đậm. Hồng đậm này có một nè. Trời ơi, bông sang sang không mấy bà ơi, có 40. Chị nào mà nhỏ nhỏ con là lụm hàng sale bên em là đã luôn. Lụm sale bên em là đã luôn. Nói gì. Em có đầu thun, em đang mặc mấy có số 4 rồi chị. Hồng đậm 1 chứ Bích Hà. Hồng đậm này còn được 3 bộ nha. Vàng 1 cho chị Minh Cơ. Vàng vàng kia kìa. Vàng kia kìa con. Hết rồi. Em hết vàng rồi chị ơi. Vàng đó em hết rồi, em còn vàng này nè, vàng chanh. Vàng kia hết rồi, em còn vàng chanh này chị chịu không? Vàng chanh này có 1 nè. Chịu lấy vàng chanh này giùm em đi, vàng kia hết rồi. Lấy em bộ cam đó kìa. Đó. Trời ơi. Chốt giùm em cam 1 nè. Có bộ 1 hả? Cam này em hết luôn rồi, có bộ à. 40.000. Rồi, ok, giờ lấy bộ vàng đó cho chị chơi chị Minh. Số 1 là dưới 50kg giùm em nha. Nha Quỳnh Nhi. Cam 1. Quỳnh Nhi ơi, số 1 dưới 50kg giùm chị nha Tinh. Cho số điện thoại luôn. Cam 1 có bộ hết rồi. $40.000. Em đi đơn trên 100. Bộ này mã riêu nữa nè. Số 3. Riêu này riêu 3 giùm em. Riêu 3 lỡ bông chân 40 luôn. Số 3 này chốt giùm em màu hồng. Trời ơi. Bông chân không. Nè. Riêu 3 cho Quỳnh Hiếu. Nè màu hồng nè, đẹp không? Bán có 40.000. Hình như còn có 2 bộ số 3 hay gì, coi có sót sót ở đó không chị? Hồng 3 và xanh 3, riêu 3 hết rồi. Xanh 3 nè. Hồng cho Quỳnh Hiếu. Xanh 3. Xanh chốt Bích Hà. Sao còn thì em không có kỹ ra trong đó giùm em cái nữa. Hết xanh. Hết xanh rồi. Chốt giùm em mã này mã đen. Có 1. 1 dưới 50kg giùm em đấu lại. 40.000 bộ tôn nha. Đen 1.
đen một chốt đơn giùm em hết hộp. Đen một không cũng chưa rồi đi lạng lạng nữa. Nhớ quá. Nhớ chị Lợt chứ nhớ con lắm. Thì đúng rồi, chị nhớ chị Lợt cũng qua nè. Để canh tị nha. Đen một. Đen một cho Quỳnh Nhi. Đen một cho Minh Cơ. Thấy vậy đó chứ đồ lòng cũng banh hết rồi. Chốt giùm em mã này mã xám, xám 1. Còn số 2 chị, xám 1. Trời bộ xám này đẹp quá trời. Ở đó học nám. Nám ra đi ruộng có mấy ngày về đó nổi một mục lên liền đó. Xám. Nó một mặt không có một chỗ nào hỏi rõ. Nổi nám. Bài nhà cháu đang lầy kìa. Chốt giùm em là hồng 3. Hồng 3 chốt đơn giùm em. 40 có bộ 1 rồi mấy chị. Hồng 3. Chốt giùm em là bơ 3. Hồng 3 cho chị Kim Loan. Bơ 3. Trời ơi sang quá đầu sót rồi còn không biết luôn. Bơ 3. Bơ 3 cho chị Bích Hà. Coi lại nữa thì chị. Đẹp quá. Coi lại nữa coi còn không. Chốt giùm em là rút 3. 40 rút 3. Em đi đơn trên 3 bộ này nha. Rút 3. Rút 3 cho Quỳnh Hiếu. Hồng 3. Riêu 3 có một bộ và bán người khác thôi chị ơi. Chốt giùm em là hồng 3. Hồng phối 3. Chọn cái này giùm em đi chị. Ba bộ số 3 bông nào cũng được. Ok chốt Linh Linh. Rồi ba bộ ba bông này Linh. Quen em mới lấy này nè, bộ riêu này cũng đẹp nè, riêu này bông chân nè, với bộ hồng phối mới dở lên nha Linh. Rồi ba bộ cái hàng đó thì mình còn cái hàng ở trong cái bọc là đục đục vậy đó, còn ba hả. Hồng này em còn một còn hai, hồng này em còn một còn hai, chị nào lấy báo em sọc hồng. Bông này mặc có duyên lắm. Sọc hồng một. Chị Vân Trần không có đơn đâu chị. Em không có chốt đâu mà chị cho em số điện thoại. Hồng 2 cho Bích Hà nè. Hết luôn hả chị? Nhí vàng có 1 có 2. Nhí vàng có 1 có 2. Em khoái bộ nhí vàng này 40.000 bộ còn xe nhỏ thôi. Cái bộ nhí vàng đi chị Hà, lấy hai bộ nhí vàng đi. Nhí vàng số 2 còn hai bộ. Chốt giùm em mã này mã đen đỏ có một có hả? À đen đỏ này có một không ta? Chị ơi đen đỏ này mình có một không? Không, vậy là đỏ này có hai, đen đỏ này có hai giùm em. À có một, đen đỏ này có một, có hai luôn.
Đen đỏ 2 cho Bích Hà. Chốt giùm em mã này mã đen. Đen này em có 1 có 2 hồi nãy hết, giờ lòi ra nè. Lát em có quần dài luôn, quần dài nó cũng giống bông này nè mấy chị. Chốt giùm em. Đen 2 cho chị Bích Hà. Đen 1. Đen 1 em còn. Chị nào muốn quần dài không? Đỏ 2. Đỏ 2. Đỏ đen có 1, đỏ có 1 có 2. Dạ chưa có gì mới. Đen 2 cho Phan Hưng. Ủa có hàng không? Đen 2 hết rồi chị Phan Hưng ơi. Đen em còn 1 thôi chế ơi. Bớt cái này em mới về đồ mới hả chị? Chốt giùm em xanh này, xanh số 2. À rồi, lấy đầu dài cho chị Trang Phạm nè. Ok, lấy cho em dài bộ số 4 thun mình đó. Rồi em hết tone rồi nha. Xanh 2 cho chị Bích Hà. Đưa em dài bộ bông có khác nhau. Ừ, số 4. Đầu em mặc 60. Nhí đỏ nè chị. À, size 4 này bên em là từ 63kg tới 70kg nha. Nhí đỏ size 4 60.000 giải đẹp lắm. Khách mua nhận hàng khen quá trời luôn. Chốt em nhí đỏ. Nhí đỏ này size 4 63 tới 70kg nha, 60.000 bộ. Đen 2 hết rồi mấy chị ơi. Nhí đỏ số 4. Rồi mã này chốt giùm em là xanh. Xanh này em có 2. Có 3, có 4. Nhí đỏ đó hả? Nhí đỏ số 2 hình như em hết rồi. Đỏ đô hả? Đỏ đô có hàng tone hay gì chị? Trần Thảo Quyên, chị nhận hàng em chưa? Trần Thảo Quyên nhận hàng em chưa? Nhận em mới bán đơn mới nha. Nhí đỏ có số 2 đưa em bộ đó. Nhí đỏ số 2 mà mẫu này nè chị Hằng. Nhí đỏ số 2 em có mẫu này nè chị Hằng. Dúng ngực. Chưa, em chưa bán đơn mới được chị. Chốt đơn em nhí đỏ 1. Ủa lộn, nhí đỏ 2. Tại biết có mặt có vừa hay không, mắc công lắm. Hai ba đơn dập dập, 20 đơn mắc công lắm mấy chị. Mua khách mới mà chưa có nhận hàng người đâu có biết phơm giải em sao đâu rồi, rồi. Mua về rồi lỡ rồi không vừa ý mấy bà. Cái mấy bà không nhận 3-4 đơn chết luôn. Em bị bữa hổm một lần sợ quá trời. Nhí đỏ số 2 Tiết Hằng. Bơm em 3 đơn luôn. Mua liên tục 3 ngày. Mua liên tục 3 ngày. Không nhận 3 đơn luôn. Mấy chị tin không? Khách quen á. Chốt giùm em nhí hồng nè. Nhí hồng kiểu giống ngực nè. Số 4 63 tới 70kg. Nhí hồng này có 3 luôn. Giải đẹp lắm các chị. Rẻ hơn các chị đi mai nhiều. Nhí hồng này không có 2. Đưa em cái bông tím bự đó là số 4. Ờ đưa cái hai cái bông đưa đây vậy em. Bi đỏ này số 4 nè. Bông bự thì nó sang. Bi đỏ này em còn số 3 nè. Số 3 với số 4 60.000 bộ đẹp ghê không.
đỏ này em có 3, có 4. Chị nào lấy báo em. Em có bi xanh giống vậy luôn mà màu xanh. Trang Phạm nó giờ lên 4-5 bông mà không có vừa ý bông nào hả chị? Vừa ý là em đổi qua hàng khác nha mấy chị ơi. Chốt giùm em bộ này, bộ nhí tím số 4. Nhí tím này có 1, nhí tím này có 2, có 3 và có 4. Bi xanh số 4 như chị Dân Phan 60 ngàn hả chị ơi, đẹp lắm. Thiệt giải đẹp mà có ren rồi mấy chị thấy không? Số 4 này 63 tới 70 kg mà. Nhí tím số 4 chị Dân Phan, chị Dân Phan ủng hộ em vài bộ đi chị. Nhí tím mình còn không? Còn bộ cho Trang Phạm. Điện rồi, bên em điện. Điện rồi, gửi rồi chứ. Cái điện rồi để chi bà. Điện là cho đi hàng rồi cục vàng. Chừng bữa nay chị nhận đó. Mới điện chị hôm qua hay gì mà hôm qua hôm trước chứ phải không? Chốt giùm em bộ này, bộ sọc hồng. Sọc hồng này em có 2, 3, 4. Số 3 nhí tím chị Kim Hương. Góc con này nè. Đúng rồi. Ok chị Kim Hương. Cảm ơn các chị ủng hộ em nha. Hàng này đẹp lắm, 60 em bán không có lời luôn á. Phan Hưng nhí tím số 4. Còn hàng không? Vậy lấy nhí hồng. Nhí hồng nãy mình banh ra đâu? Nhí tím em hết rồi chị Phan Hưng ơi. Nhí tím 4 em hết rồi. Coi kỹ lại em nha. Lát em còn một cái kiểu nhí tím nữa. Để lát em lên cho chị coi. Còn một kiểu nhí tím nữa. Chốt giùm em sọc hồng này em có 2, 3, 4. Bữa nay không chốt là sao chị? Là sao? Em chị nói em chưa có hiểu nè. Có nghĩa là đồ chị mua bên em, chị là khách mới bên em đúng không? Chị mới mua mấy cái áo hôm bữa. Chị chưa nhận hàng thì em chưa có bán được đơn mới. Tại vì chị chưa có biết là, em chưa biết được là ý chị như thế nào, mặc vừa hay không, giải ra có xấu kia, có khen đẹp xấu gì không. Khách mới là em để nhận đơn đầu tiên rồi em mới bán mấy đơn sau á, chị thông cảm giùm em. Sọc hồng 4, chốt giùm em 2, 3, 4. Nè em có nhí này, nhí trắng giùm em đi. Nhí trắng này chị Phan Hưng, xế thế cái nhí tím nó qua cái này cũng có màu tím luôn. Nhưng mà em sợ trùng mã nên kêu nhí trắng nha. Nhí trắng này em có 1 nè, có 2 nè. Có 1, có 2 với có đó đó. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Có đó nhí hồng mà. 1, 2, 3, 4 nhí trắng giùm em. Lấy bộ này chốt em nhí trắng nha chị, 60. Em bỏ một bộ bông cam đó đi. Rẻ lắm, bữa hổm khách nhận khen quá trời, hôm qua vô hỏi. Bộ cam này em có 1 nè. Có 3, có 4, số 2 hết. Dưới trắng chốt của Diệu Thơm. 4 số 4 này 63 tới 70 kg, 70 kg mấy cô mấy chị mặc số 4 thoải mái giùm em nha. Tại phơm này nó to. Chốt thì giải đẹp lắm. Ren cũng đẹp nữa, tới cái ren cũng chất lượng nữa. Chốt em bộ này bộ cam. Cam này em có 1 nè. Có 3 có 4 à. Trời ơi giải xuất sắc luôn chị, 60 nó quá trời quá đất nó rẻ luôn. Bộ cam này em thích ghê luôn á chị. Bông nó nhu ghê luôn ha. Cái tay nó cũng đã nữa nè. Cam, cam này hết 2 rồi. Cam này còn 1, 3 với 4. Số 4 63 tới 70 kg mặc được. Sau 4, 65 kg lấy số 4 cũng được. Rồi đưa mẹ em bộ sọc da. Bộ sọc da này số còn số 3 với số 4.
Trời ơi có 60 ngàn rồi. Dạ không, 75kg mà không có chị. Cái xưởng này không có may size to chị ơi. Xưởng này nó may tới size 70kg à. Sọc da này có 3, có 4 nè. Dúng ngực nha, mẫu này dúng ngực giùm em, chốt em sọc da. À, cam 4 em chốt chị Phan Hưng, cam này đẹp lắm. Bộ em đang mặc hả? Có 4 không? Bộ em đang mặc có 4. Có luôn rồi, ok chị Trang Phạm đang mặc có 4. Bộ em đang mặc là ngoài nhí hồng. Bộ nhí cam. Bộ sọc da này chị nào lấy báo em luôn. Lên giùm em bộ xanh này đi. Ừ đúng rồi. Có 60 ngàn à, muốn hỏi em vài bộ đi chị Trang. Cam hết lô này đi. Nè. Chốt giùm em bộ này bộ xanh nè. Số 4 này 63 tới 70kg giùm em. À, chị mới nhận mấy bộ bà ba đẹp. Dạ cảm ơn chị. Sọc da 70kg cho chị Liên Thanh. Ok. Dạ không có chị ơi. À 75kg em có cái hàng 90 ngàn được không? Thung Anh đi Mỹ á chị. Bộ em mặc có 3 luôn. Bộ em mặc có 3 luôn. Rồi đang mặc 4 mình còn không chị? Hết hả? Coi dài dài đằng kia giùm. Đâu? Không phải. À đang mặc 4 em hết luôn rồi cục vàng ơi. Đang mặc 4 em hết rồi chị Trân Phan ơi. Bộ mặc có 3. Rồi em có size 6 của chị nhưng mà hàng nó hơi cao cấp xíu. Tại vì em cũng sale thôi chứ 90 ngàn cái thùng đó em cũng không còn luôn. Đó cũng không có lời luôn. Bộ em mặc số 3 cho Hoàng Hôn. 60 ngàn bộ em đang mặc. Cho bộ khác đi chị. Bộ kế bên. Bộ em mặc số 4 hết rồi. Uống nghe để em thay bộ này cho mấy chị nè. Dạ rồi ok. Da 4 cho chị Phan Hưng. Dạ đẹp lắm chị, mấy chị mua giùm là uy tín luôn em nói thiệt. Mua giùm là mấy bà sẽ mê, không có chê đâu, mấy chị sợ mất uy tín. 60 ngàn bộ đồ này em lời có 2 ngàn. Tiền xe, tiền này tiền kia cũng như là bán vốn cho bà kệ đi. Có này có kia ha. Nè chốt giùm em bộ này bộ nhí đỏ. Nhí đỏ này em có 1 nè. Có 3, có 4, số 2 hết hả chị? Ôi xem đi. Trời ơi dúng tới ngực nè mấy chị thấy không? Xuất sắc luôn. Số 2 hết nhí đỏ. Trời ơi thấy chỗ cái ngực mai khéo ghê không mấy bà. Trời chốt em nhí đỏ 60 ngàn nè. Đẹp không? Quần là khỏi phải nói. Túi rất là sâu mà mai hai đường dành cho mình. Nè túi sâu lắm. Nhí đỏ này em có 1. Có 3 với có 4, 2 hết rồi. Sang không? Nhí đỏ 4 với cô Diệu Thơm. Sang lắm, nó giống cái ngực nè. Mà giải ok, giải mềm, mịn, đẹp. Đúng rồi, ngay cặp đó luôn nè. Rồi, nhí đỏ 4, 63 tới 70kg nha. Phơm này phơm to giùm em. Số 4 phơm này to. Chứ phải như phơm lúc trước số 4 có khoảng 65 mà. Thì số 4 to. Rồi chốt giùm em. Nhí đỏ cho chị Liên Thanh số 4 luôn chị. Rồi. Ok luôn, đẹp quá. Nhí đỏ số 1 em mặc còn được 3 bộ. Nhí đỏ 4 mình còn không? Còn không chị? Còn mẫu khác. Còn mẫu khác không? Đâu em coi. Coi bên này luôn không? Bên này nè. Phải không? Rồi chiếc ra bộ tránh giữa đó coi vậy nè. Nhí đỏ 4 em còn mẫu này được. Ừ coi bộ đó thì em có phải. Nhí đỏ 4 em còn mẫu này à, được không chị Mỹ Lan ơi. Nhí đỏ 4 em còn mẫu này, bộ mẫu em mặc hết rồi. Được không chị? Nhí đỏ
4 em còn mẫu này, chịu thì báo em ha. Với đỏ 3 cho chị Kim Hương. Chị Hà Dương. Dạ tên em còn size nhỏ không mà chị ơi. Như đó 1. Như đó 4 em còn mẫu này, chị nào lấy báo lại giùm em nè. Chị nào lấy thì ok, như đó 4 giùm em. Đây như đó 4 em còn bộ mẫu này nè. Mẫu có gắn nút chính giữa. Nè. Em còn mẫu này, chị nào lấy báo em lại với đỏ 4 nha. Em chưa chốt cho chị Bỏ Ánh, em chưa chốt cho chị Mỹ Lan được nha, tại vì nó khác mẫu nè. Chịu thì ok giùm em. Em mặc hết rồi, em mặc hơi dúng ngay cái ngực hết hàng rồi chị. Em mặc hết trơn rồi cục vàng ơi. Một bông mà nó may nhiều mẫu, em mặc hết trơn rồi. Em mặc còn số 1 không rồi, số 3 cũng hết luôn rồi. Mẫu đó cũng đẹp mà. Còn mẫu gì? Đi đỏ, đi đỏ số 1 không có. Số 2 là còn đi đỏ rồi. Rồi ok, em chúc chị Mỹ Lan, cảm ơn chị Lan. Cái bộ mà chạy hai cái có hai mấy cái nút này xuống á. 60.000 mua mà nhớ em luôn. Rồi chốt giùm em bộ này bộ tím nè, 60. Tím này em có một bộ luôn nè. Bộ mấy bộ bi này sang lắm, không có mặt, không có mặt đâu mấy chị đừng lo. Tím này kiểm tra giùm em mẫu số 4 luôn đi chị. Có 3 không? Kiếm 3 em. Có 3 đây nè mà không biết. Ừ. Tiếp 3 có giống vậy nhưng mà để coi coi còn không. Chốt Hà Dương với đỏ 1 rồi, có không ai chị? Rồi chốt giùm em tím. Thôi đẹp. Có 60 à. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái giùm em, đặc biệt là rời của mình giải trước. 60.000 không mua được một mét giải này luôn. Tại vì em nhập một lần là 500 tới 1.000 không mà nên được giá rất là tốt. Chốt giùm em tím nè. Rồi nguyên cặp với đỏ số 3 luôn nè chị. Thấy không? Rồi. Sáng bà lắm. Dạ yeah. Thích quá hả, bạn đi chở thôi em. Rồi chốt em bộ này tím có 1. Có 3. Có 4 luôn. 70kg, số 4 bên em là 63 tới 70kg nha. Sao 7-68kg cái chị mặc số 4 phương tư của cái xưởng này. Em báo rồi nha, xưởng này số 4 tới 70kg là yên tâm. Với cái bê tím này không có số 2 rồi chị. Số 2 em có cái bộ này đẹp lắm. Tím 4 chị Mỹ Lan. Số 2 em có bộ này đẹp lắm nè chị Hương. Số 2 hồi nãy em có mặc lúc đầu rồi, không biết chị có thấy không à. Bộ này em có 1, có 2 nè. Bộ này hồi nãy em có mặc lúc đầu rồi, 1, 2 đẹp lắm luôn. Số 1 một bộ, số 2 một bộ cho các chị nào. Ốm ốm nhỏ nhỏ con. Này hồi nãy em có mặc bộ số 1 rồi. Đẹp lắm. Bộ này chốt em tím 1, tím 2, 60 nè, cổ lá sen. Đẹp không? Bán bánh nè. Tím 4 chốt chị Dân Phan. Vậy hả? Bánh gì? Quả 7 không? Tự nhiên bấm bình luận của Nguyên. Tím 4 chị Dân Phan, tím 2 chị Kim Hương. Tím em có một bộ thôi, chỉ còn bộ số 1 à. Chị Hằng. Tím 2 cho chị Kim Hương. Chị Hằng hồi nãy bộ này em mặc từ đầu không chốt. Tím 4 em đang mặc nha chị Liên Thanh. Chị Liên Thanh chốt tím 4 em đang mặc nha. Còn có bộ nhí em hết rồi. Tím 4 đang mặc cho chị Liên Thanh. Rồi ok, có 60. Tiếng 2 em hết rồi chị Loan ơi.
em bộ sọc, đưa giùm em bộ sọc da số 2. 60 à. Có cái khác không? Sọc da đó, bộ cổ đó hả? Có tay không? Đây nè, vậy dí tím không có số 2. Dí tím đó có một bộ rồi, còn bộ số 1 mà. Chị lên kể đâu, chị ở trong live nãy giờ mà, em mặc nãy giờ mà. Chị mua từ hồi đầu tôm tới bây giờ mà. Kể rồi mà kể bà. Chốt giùm em bộ đi sọc da kiểm size giùm em. Sọc da này có 2 có 3 nè. Dạ đồ đang like có 20.000. Ối lộn vậy. 60.000 chị Ngọc Khuê ơi, nó bậy bạ không. Trời ơi trời. Giải rất là đẹp, yên tâm em xả kho đó. Sọc da 2 chị Bích Hà có bộ luôn hả? Trời ơi ác lạng cu le tiền đài tiền giật thiệt chứ. Sọc da này em có 1 có 2. Rồi da 2 em hết rồi. Da 2 em hết rồi mấy chị, còn da 3 thôi. Đưa bộ vàng cho em luôn. Sọc da 2 em hết rồi, còn 3. Sọc da 2 chốt chị Bích Hà là em hết rồi. Coi banh hết cái dây vàng này ra cho em đi. Da 2 có 1 bộ à. Cái đó trùng thì để qua bên đó đi. Rồi cái bộ kia nữa, em coi cái nào nhiều rồi. Cái này với cái này giống nhau mà. Sao không dám? Cổ chữ dê không dám gì. Rồi, tay bộ nè. Sọc da 2 chốt chị Bích Hà số 3. Hết rồi mua dê không? Rồi da 3 chị Hồng Cảm, da này mặt nhu lắm đẹp. Da có 1 nè chị. Dạ 50kg mà cao là được. Chị cao nhiêu em? 49kg nè, em mặc số 1 nè. Mà em có 1m5 à. Chị 50kg mà chị cao tầm 1m55 là mặc ngon luôn. Em 49kg nè, em có 1m5 nè. Em mặc số 1 nè. Bộ này số 2 nha, không có số 1, chốt em sọc vàng. Bên em 2 bộ đi đơn, 1 bộ không có đi đơn nha mấy chị. Bộ có 60.000 à, không có chốt. Bộ này số 2 nè. Chốt em sọc vàng số 2. Đẹp chưa? Trời ơi. Số 2 nha. Có được 3 bộ. 3 bộ chị nào chốt trước. Sọc vàng cho chị Kim Loan nè. Ok lắm. Bích Hà sọc vàng. Chị Kim Hương sọc vàng. Ok. Tự nhiên bán số 2 được quá vậy. Lên cho em cái sọc xanh. Sọc xanh nó sắc nắp. Em có mẫu này sắc nắp nè. Sắc nắp mặt rất là đẹp. Ở đây mai phơm với cổ im lắm. Đây. Chốt em sọc xanh số 2 nè. Có 3 không chị? Có 3 luôn kìa. Đây nè. Đó, sát lên tay phải luôn. Sát bên cái tay phải nằm đâu. Trời ơi là trời. Sọc xanh này chốt em 23. Nó đó, sọc này. Hả? Có tay không? Có gì hả? Vậy sọc xanh số 3 có tay. Đi em bộ số 3. Vậy là số 3 có tay hả? Số 2 sát nách mà số 3 có tay. Đây chị nào muốn mua sọc xanh số 3 có tay. Số 3 có tay, số 2 sắc nách. Trời ơi, nó là
chị đưa em bộ đang đang này nè. Có size 4 bên em 70 kg vừa. Đây có bộ này là size số 2 nè, có một bộ thôi, nhanh tay lên nè. Số này số 2. Rồi chốt em bộ này bộ bicam số 2 có một bộ một à. Giải rất là đẹp luôn. 60.000 chốt em bicam. Bicam 2. Lụm liền. Lụm bộ bicam này rồi chốt chị Bích Hà. Có một bộ à chị. Lên em màu đỏ này. Bicam 2 em có một bộ thôi. Chốt giùm em bộ đỏ này, đỏ 2. Trời đẹp. Vậy hả chị Quanh? Gì nữa vậy trời? Bán mà một lát cứ khóc rồi mẹ ơi hoài trời. Chốt em à, số 4 không có sắc nách chị. Hình như có bộ bi cam nó số mấy thì chị? Đọc ở ngoài. Ừ. Đọc ngoài. Ừ. Số mấy hả? Chị Kim Loan. Bi cam hồi nãy có bộ số 3. Bộ em mặc số 2 chị Bích Hà. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy Kem? Đưa cái bộ bi cam nó xem. Rồi anh làm gì mà em bán mà anh cứ ghẹo con hoài, nó khóc la hoài vậy sao em bán anh? Rồi nó khóc rồi không dỗ, để nó ra đây, nó nói hoài vậy. Bi cam số 3 nè. Hồi nãy có 2, bây giờ có 3. Bi cam 3 em còn bộ 60. Chị ơi em lên số mấy mấy chị? Đánh luôn. Đánh cho bằng mình luôn bà ơi. Muốn mua size 70 kg nữa không? Em lên 70 kg cho à. Ôi trời ơi nó nực. Cái máy này đổ nước cả đó mà sao nó không lạnh trời. Bi cam đó số 3 đó mấy chị, số 2 hết rồi, số 2 còn. Đưa giùm em cái bộ bông cam này số 2. Ờ đúng rồi. Cái bộ bông cam đó cũng hay. Bỏ này chốt giùm em hồng 2. Hồng 2. Nè hồng 2. Đỏ 4 hả? Số 4 không có đỏ chị ơi. Dạ rồi. Hồng 2 em đang mặc. Riêu 2 chốt đơn giùm em. Riêu 2. Rồi lên 70 kg lửa thêm, đưa em bộ vàng. Số 3 hả? Qua số 3 đưa lên số 4 bộ khác. Riêu 2 cho Bích Hằng. Chốt giùm em bộ này size 4 xanh đen 70 kg nha. Size 4 xanh đen em còn có bộ à. Có bộ à nha. Xanh đen số 4 có một bộ thôi mấy chị. Nè có một bộ này bông đỏ nè. Có một bộ này bông đỏ nè. Chị Mỹ Lan. Là chị đỏ 4 nè. Đẹp lắm.
4 chốt giùm em. Bộ này tím 4 có một bộ luôn. Đỏ 4 chị Liên Thanh. Tím 4 có một bộ nè. Tím 4 chốt đơn giùm em. Tím này đẹp lắm. Xanh ngọc số 4. Trời, bộ tím nó đẹp lắm luôn á mấy chị. Không có số 1 chứ có số 1 mặc vô để bà xỉu rật rật liền. Tím 4 thì chị Mai Mai, bộ tím đẹp chắc. Tím 4 comment chậm quá, chị Mai chốt rồi. Xanh ngọc cho Dân Phan. Hết xanh ngọc luôn nha. Chốt giùm em nhí hồng số 4, mẫu này giống bộ nhí đỏ nãy á. Nhí hồng 4 chốt giùm em. Nhí hồng này có 3 luôn nha. Có 3 có 4. Trời ơi bông nhí nhí mặt đẹp quá. Hàng mà rẻ như vậy mà kiếm bông nhí nhí không có đâu mấy chị, khó kiếm lắm. Số 4 63 tới 70 kg giùm em. Nhí hồng này hết 1 rồi, phải còn 1 em mặc cho mấy bà coi. Nhí hồng cho chị Mai. 60.000. Nhí hồng 3 cho Hoàng Hôn. Đúng. 4 cho Liên Thanh. Có 3 có 4 luôn. Số 4 63 tới 70 kg nhí cam. Đi ta đi từ từ thôi. Đi cái gì hụt hụt hụt. Rồi đang trời đang thui tới rồi mấy chị ơi, sắp yêu quái sắp tới rồi. Rồi chốt em nhí cam. Nhí cam này có 3 có 4 luôn. 60.000. Số 4 á, số 4 á. Bộ xanh ở trong có cục gắn nè. Đúng rồi. Đưa em bộ xanh này của hàng gắn đi. Nhí hồng Hoàng Hôn có nha. Rồi bộ gắn này bác mấy chị 70. Bộ xanh đen này là gắm, khung gắm giùm em 70.000 nha. Xanh đen này có số 3. Xanh đen này có số 3, chị nào lấy báo em 70. Gắm này có số 4 đó mà em hết trơn rồi. Mấy chị mua hàng cao cấp không? Hàng cao cấp 90.000 đó, cao cấp chứ em cũng bán vốn với bà, chứ cao cấp này thường thường 120-130 một bộ lận. Gắm này còn số 4 không chị? Số 3. Măng gồ gì? Măng gồ chị mua măng gồ gì? Hỏi măng gồ em biết loại nào. Măng gồ nhiều loại lắm. Hỏi vậy em đâu có biết. Đưa giùm em mấy bộ số 4 hàng 90 lên đây mẹ em. Rút đại này. Hàng cao cấp có size lớn, hàng cao cấp có còn số 6 không? Hàng này nè. Rồi. Còn với em số 6 nó đang với lấy cho em số 1. Số 1 bỏ mặt thử. Hàng cao cấp này em bán vốn cho mấy chị là 90 đó, lỗ tiền nè, tiền này tiền kia tùm lum hết trơn. Cái gì? Đang lên mẫu này nè.
so sánh với hàng 60 được nha. Giải này nó đẹp gấp 5 lần giải hàng 60 đó. Có số 6 luôn, mặt cái này mua ở ngoài mấy chị tệ lắm, cũng phải 140. Bộ em mặc là chốt giùm em là sọc vàng có 1 nè. Có 2 nè. Bóc tay giùm em đi chị, ở đằng đó không có thấy được. 4 6 còn 2 đi tắt. Bộ em mặc là sọc vàng có số 1, số 2, số 4 và số 6. 90. Đẹp lắm. Nói cái giải thôi là ăn tiền, cái giải này là 7 hình như 27 hay 80 ngàn mét vậy. Sọc vàng này em có 4 nè, có 6 luôn. Số 4 này á là bình thường nha. Số 4 này là 65 kg đổ lại thôi nha mấy chị. Có số 5 cái hàng này không chị? Có số 5 nhưng mà không có cái... Bộ này vải đẹp lắm rồi, đúng rồi, hàng này là AT Mỹ nó phải khác chị. Có số 5 nhưng mà không... số 5 đem nguyên cọc là đây chị em. Mấy chị mua hàng này đi rồi kiếm không có, không có được giá này, tại vì cái này em đặt em sale cho mấy bà đó. Chốt giùm em. Hàng này nếu các chị mua bên ngoài là phải 150. Chỗ khác là phải 150. Tại như này với tơ qua nó bằng giá nhau. Chốt em bộ đỏ này, đỏ 5 nè. Đỏ này em có 3 4 5, có 1 luôn. 6 luôn. 1 2 3 4 5 6 luôn. Đẹp lắm, 90 là may mắn lắm mới mua được bộ này. Thật sự. Sọc vàng đang mặc số 1 cho Hà Dương. Thật sự may mắn lắm mới mua được bộ này giá 90. Nhận cái vải đi rồi so sánh giữa cái hàng 60 và hàng 90 này giùm em. 90 này là em bán không có lời ngàn nào, dốc chết liền. Nhớ giùm em 90. Chốt giùm em là đỏ. Đỏ này đủ xay từ 1 tới 6, 75 kg quay đầu em 90. Hàng này bán 120 là còn rẻ đó. Nhận hàng đi, giải đẹp nhất nách luôn. Bộ đồ mà giờ 90 ngàn. Thôi em mua bộ đồ cho con em mặc. Con em mặc mà đồ mà để đồ em mặc có số 5 nè, chị đang dơ lên nè. Bộ em mặc thì không còn số 5. Con em mua bình thường sơ sơ không là 7 ấy gì 150 một bộ rồi đó mấy chị. Bộ này caro vàng size 5 giùm em 90. Số 5 nằm nằm bên kia hả? Caro vàng này số 5 nè. Có 6 luôn, có 5. Có 6 không? Caro nha. Caro này em có 4 5 6 90 AT Mỹ giùm em. Ha. Nó giống như tơ qua vậy đó nhưng mà nó dày hơn tơ qua. Caro vàng. Caro số 5 chốt trang phản. Caro vàng này có 456. Mua đi rồi về so sánh hai mình giải giùm em. Dạ đúng rồi, cái nó vậy đó chị, nó bóp tương tác lên nó không có thông báo gì đâu. Chốt giùm em là đen vàng canh giờ. Mấy chị canh giờ khoảng từ 12 giờ rưỡi đổ lên là em bắt đầu em bán. Đen vàng này có 5. Bó xay luôn. Có 6 không? Đen vàng này có 4, 5, 6. Có chừng có 3 luôn. Có 3 luôn. Đen vàng này có 3, 4, 5, 6, 90. Trời ơi, có phải 1, 3, 4, 5, 6. Có 1 luôn, đen vàng này em có 1 luôn. Quá đẹp. Caro vàng số 4 mình còn hàng không chị? Còn. Caro vàng số 4 cho chị Phan Hưng. Cái này vốn nặng lắm. Trời ơi, đen vàng nó chấn động luôn nha mấy bà. Đen xanh này dám có 456 lắm ạ. Sáng không có. 4 có. Sáng nữa. 1, 2, 4. Chốt giùm em là đen xanh 1, 2, 4, 5. Không có 6 hả?
1, 2, 4, 5 đen xanh. Tại nó đó chị. Hôm qua em soạn đơn hàng không có kịp nên không có bán. Bây giờ tới mai mốt có người phụ là bán xuyên suốt luôn. Rồi đen xanh chốt đơn giùm em. Số 5 em có tay cánh tiên nữa nha. Cũng dễ ti mỹ luôn, có tay cánh tiên beo nâu nè. 70kg. Beo nâu này có số 6 luôn. Đẹp quá. Trời ơi, mặc bộ đồ này đáng đồng tiền bắt gà, mặc lên nó sang. Giải rất là đẹp. Hả? Bao cũng 5. Có nhí xanh luôn, nhí xanh tay cánh tiên luôn nè. 1, 2, 3, 4. Nhí xanh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi. Làm sao đây khi trái tim là thuộc về ai? Nhí xanh số 4 cho chị Diệu Thơm. Bộ này 90 giùm em nha. Có 4, có 5. Hết hàng. Trời ơi nó nực. Giải này bộ này bán 80 là giờ em về ATM Mỹ nhiều lắm, em không dám lên. Lên ra về ATM Mỹ quá trời mà không dám lên. Tại nó hơi mắc tiền, mấy chị hơi ngán. Rồi em xuống like nha mấy chị, tối bán tiếp nha.